Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên hôm nay được biết rằng Trung cộng sắp công bố vùng nhận dạng phòng không phi pháp tại Biển Đông. Dẫn một nguồn tin giấu tên từ quân đội Trung cộng, tờ South China Morning Post đưa tin Bắc Kinh đang chờ thời điểm thích hợp để thông báo kế hoạch vùng nhận dạng phòng không còn được viết tắt là ADIZ phi pháp trên Biển Đông. Được xây dựng từ những năm 2010, ADIZ được đề nghị bao gồm khu vực Pratas mà Trung cộng gọi là Đông Sa ở phía Đông Bắc Biển Đông, cùng với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Liu là một kỹ thuật viên từ Học viện Hải quân Cao Hùng, Đài Loan nói rằng, việc Trung cộng xây dựng và phát triển các hòn đảo nhân tạo, đặc biệt là các đường bay và hệ thống radar được xây dựng trái phép trên đá chữ thập, Subi và Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa trong những năm gần đây đều nằm trong kế hoạch ADIZ. Theo một số sĩ quan cao cấp của quân đội Trung Cộng, thì Bắc Kinh có kế hoạch tuyên bố ADIZ từ lâu, nhưng vì chưa chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật và cơ sở vật chất nên mới hoãn đến bây giờ. Theo nhiều chuyên gia quốc tế, việc Bắc Kinh tuyên bố ADIZ ở Biển Đông có thể gây ra xung đột với Hoa Kỳ và các nước lân cận vùng Đông Nam Á, vốn đã căng thẳng trong nhiều tháng gần đây do các hoạt động khiêu khích của Trung Cộng vùng nhận dạng phòng không là không phận phía trên một khu vực biển hoặc đất không tranh chấp trong đó việc thực hiện giám sát và kiểm soát các máy bay vì mục đích an ninh quốc gia nhiều quốc gia trên thế giới cũng có vùng nhận dạng phòng không nhưng nội dung này không được định nghĩa hay quy định ở bất cứ hiệp ước hay tổ chức quốc tế nào